quay cho cả nhà coi là chùa Phật Âm. Đi một đoàn xe là 50 đó. Padun á. Ước rồi thêm tay. Con bỏ tiền, con bỏ tiền à, con bỏ tiền mua nhang này cúng mà đem về nhà mình điều ước may mắn vậy đó hả? Đang mua đi nguyệt nhiều quá vậy, giá 10 ngàn, 10 ngàn giá mua, giá mua đem về để chứ đâu phải mình đốt hết cả đi giờ ra mua hả? Ra mua chị 2 bó luôn nha. Là mua 4 bó đó. Để nó mua vô đi rồi lấy tiền. Rồi mua chị. À, mình tính đi vô chùa là mình cũng bỏ vô. Em nghĩ là đúng. Mà nghe gì hai ba nói vậy trời, cây tắc đẹp quá trời. Đẹp quá ha. Cây quýt. Quýt tiền. Này có giả chị giả. Dạ. Kỳ có đi chung với chị mà hả? Dạ, em đi chị có anh chồng. Đúng rồi, đúng rồi. Kỳ có em một mình bên đoàn một tí hết. Tại vì đi nó không có đi Đà Lạt thì em mới nhảy qua đi chung. Chị có qua không? Chị không, chị không qua. À, chị xe đó. Chị. Lát chị gửi tiền nha. Thêm hai ơi. Nè nè, nó nghe nè. Vì hai nói mình vô mình đốt nhang đó, mình ướt á, mình chừa lại mình đem về nhà mình. Mà nó vô bỏ tiền không của đứt cái rồi. Ờ đa cảm này. Lâm Thanh Lan,
đốt ở đây. 7 tuổi thôi. Đốt ở đây là mình chừa lại sao? Hả? Đốt rồi sao? Đốt rồi chừa. Đốt là hỏi bà hai nó biểu ra mua nhang đó, mình ra mình đem vô trong đó rồi mình đốt rồi mình đem về. Hỏi về hai coi. Ở đâu đi con? Hả? Con đợi ta đốt.